một số đại lý đang bán xe MG ZS với giá giảm từ 120 đến 150 triệu tùy phiên bản. Như vậy, lại xuất hiện thêm một mẫu xe Trung Quốc nữa có giá siêu rẻ tại Việt Nam. Cụ thể phiên bản MG ZS STD giảm giá 120 triệu, đưa giá bán từ 538 triệu xuống còn 418 triệu, phiên bản MG ZS Lux giảm giá 150 triệu, đưa giá bán từ 638 triệu xuống còn 488 triệu. MG Red S là SUV hạng B nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan cạnh tranh với các đối thủ như Kia Celtis, Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross. Với giá bán giảm chỉ còn từ 418 triệu, rẻ hơn cả những chiếc xe hạng A à như Toyota Rise có giá từ 498 triệu hay Kia Sonet có giá từ 539 triệu. MG ZS ra mắt thị trường ô tô Việt Nam vào năm 2020, sau đó đến đầu năm 2021 được nâng cấp trang bị cùng thiết kế và giữ nguyên cho tới nay. Lý do giảm giá được cho là doanh số thấp, hàng tồn kho nhiều. Nhiều nhận xét cho rằng MG là chiếc SUV hạng B có nhiều nhược điểm. MG được trang bị động cơ 1.5 lít 4 xi-lanh, công suất 112 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm, kết hợp số tự động vô cấp giả lập 8 cấp số và hệ dẫn động cầu trước. So với các đối thủ cùng phân khúc, MG có công suất thấp nên khả năng vận hành khá hạn chế. Động cơ công suất yếu, cùng khối lượng của MG lớn, nên khả năng tăng tốc của xe bị ảnh hưởng nặng nề, dẫn đến tình trạng xe ạch. Có tiếng gào lớn. MGZS có phần vô lăng khá nhẹ, khi chạy với tốc độ khoảng 100 km/h, tay lái này càng bay hơn, mang đến cảm giác mông lung, không an toàn. Kết hợp với phần khung gầm không chắc chắn, càng khiến người lái cảm thấy thiếu an toàn khi điều khiển xe ở tốc độ cao. Thông thường, các mẫu xe hơi đều được tích hợp hệ thống cài đặt chế độ ga hành trình ngay trên vô lăng, nhưng MGZS lại không. Nhà sản xuất lại làm khó người dùng khi trang bị ga hành trình ở sau vô lăng, nên vô cùng bất tiện rất khó khăn khi muốn cài đặt chế độ này trong quá trình đang di chuyển. Về khả năng cách âm, MGZS cũng yếu thế hơn so với các đối thủ Hàn Quốc hay Nhật Bản. Di chuyển ở tốc độ trung bình 50 km h đã cảm nhận rõ nhiều tạp âm lọt vào trong khoang cabin. Với tốc độ trên 100 km h MGZS càng cho thấy khả năng cách âm kém hơn, bởi tiếng ồn rất lớn, gây khó chịu cho tất cả hành khách trong khoang lái. Hệ thống treo của MGZS cho cảm giác bùng bềnh như bay khi chạy ở tốc độ 100 km h người lái sẽ cảm thấy khó chịu và không tự tin khi chạy trên cao tốc và đặc biệt với đường đèo dốc khi vào cua. Ngoài ra, máy lạnh của MG Red S cũng yếu so với các mẫu xe khác. Xe thường xuyên bị lỗi vặt về điện và chờ đợi bảo hành rất lâu. MG là thương hiệu ô tô gốc Anh Quốc, nhưng giờ đây đã thuộc sở hữu của tập đoàn công nghiệp ô tô Thượng Hải SAIC. Tất cả các mẫu xe MG đều được phát triển tại Trung Quốc. Vì vậy, có thể nói những sản phẩm mang thương hiệu này giờ hoàn toàn là của Trung Quốc. Tại Việt Nam MG có nhiều mẫu xe giá rẻ. Ra mắt một thời gian sau đó, giảm giá tới trăm triệu đồng đưa giá bán những chiếc xe thuộc phân khúc hạng C, hạng B giá cho còn ngang ngửa với xe hạng A. MG dùng giá rẻ để cạnh tranh, nhưng xe có nhiều nhược điểm và không được đánh giá cao, chỉ phù hợp với những khách hàng ít tiền. Trước khi MG ZS giảm giá 120 đến 150 triệu, thì mẫu New MG5 thuộc phân khúc sedan hạng C đã giảm giá hơn 120 triệu đưa ra bán bản số sàn New MG5 MT xuống còn 330 triệu rẻ hơn cả xe hạng A. Những khách hàng nào trước đây đã chi 600 triệu đồng để mua xe MG RS giờ có thấy hối hận? N